Chính phủ Việt Nam trông mong các biện pháp cải cách nông nghiệp trong khu vực sản xuất lúa gạo chính của đất nước sẽ khắc phục được những thử thách do tình trạng biến đổi khí hậu và dòng nước bị gián đoạn trên sông Mekong gây ra. Các chương trình cải cách chú trọng vào giống lúa cao sản hợp với khí hậu thay đổi và tăng cường luân canh để đảm bảo phát triển bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long, nơi sinh cư của 18 triệu người trong tổng dân số 94 triệu người của Việt Nam. Đồng bằng sông Mekong sản xuất hơn một nửa số lượng gạo của cả nước và cung ứng lương thực cho 145 triệu nhân khẩu ở châu Á. Đồng bằng sông Mekong bao gồm 13 tỉnh phía nam của Việt Nam ở hạ lưu con sông bắt nguồn từ miền nam Trung Quốc này. Lo ngại cao cho tương lai của đồng bằng sông Mekong bắt đầu từ mùa hạn hán trầm trọng năm nay, khiến độ nhiễm mặn cao hơn, rộng hơn trong đồng bằng. Theo báo cáo của Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc, sản lượng lúa năm nay ở đồng bằng sông Cửu Long đã giảm 1,1 triệu tấn. Giáo sư Philip Hertz của Đại học Sydney nhận định rằng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thể hiện rõ qua thời tiết khắc nghiệt hơn nhiều. Các khoa học gia quốc tế đang làm việc với các đồng nghiệp Việt Nam trong chương trình biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến đất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long, Mekong, gọi tắt là CLUES, để tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề đang ngày càng tăng.